con xin kính chào nghệ sĩ Điền Thanh. Dạ. Tụi con là xin đại diện cho những khán giả yêu mến cố nghệ sĩ hoàng tử sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Hôm nay là 16 năm kỷ niệm hoàng tử sân khấu đi xa. Chúng con đến đây trước là để tưởng nhớ nghệ sĩ Minh Phụng, sau đó cũng truyền tải đến những cái không khí về tưởng niệm của ông. Thì chú Điền Thanh, nghệ sĩ Điền Thanh, và xin phép hỏi là nghệ sĩ Điền Thanh là như thế nào với nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng vậy? Tôi là em vợ. Dạ, nghệ sĩ Điền Thanh là em vợ của nghệ sĩ Minh Phụng. Dạ, xin phép chú cho con hỏi một vài câu là chú hôm nay chú có cảm nghĩ về gì về ngày kỷ cơm, ngày giỗ của nghệ sĩ Minh Phụng á? Ngày đi thôi, biết gì. Đi lại tới thăm đúng nhà ta bảnh thì đây đủ nhà rồi. Chú xin thời là chú và nghệ sĩ Minh Phụng là biết nhau trước khi là chú Minh Phụng lập gia đình với em của chú, hay là lập gia đình rồi chú mới biết nghệ sĩ Minh Phụng? Trước khi là. Dạ, trước đó. Dạ, chú Minh Phụng có kỷ niệm gì không chú Điền Thanh? Đi hát đi đâu, đi kêu đi hát. Dạ, có một kỷ niệm nào đặc biệt để kể cho khán giả nghe đi chú? Không có đâu, có kỷ niệm gì đâu, đi hát thì kêu đi hát đi. Ủa, ngày xưa mình có hát chung đoàn không? Hát chung đoàn á, mấy đoàn lên. Là ngày xưa là trước khi gặp câu chuyện viên là chú Minh Phụng hát chung đoàn. Sau cùng là đầu tiếng hát quê hương Bến Tre, đầu của ảnh á. Là mình qua quen biết bao nhiêu lâu rồi mấy lâu rồi đi hát rồi cũng mấy chục năm rồi đi anh. Là biết mấy chục năm rồi mới thành một gia đình hả, hay là thành ba ông cứ rồi tiên và tiên và thứ hai cứ thứ ba. Dạ, ngày xưa mình cũng là cái nghề danh là đi lắm hay là ngày xưa là chú đóng kép gì? Cái ba cái đủ thứ chứ. Hồi xưa mình chưa gặp Minh Phụng là mình thấy dạng như cái cách hát hay là cái tay hay là mình thích anh á. Thích về cái cạnh nào, cái tính tình hay là cái dốc dáng hay là dốc dáng đẹp trai hát thì khấu đẹp. Sau này cái làm anh dễ luôn, thấy người nhà cái thú vị ha. Dạ, chú cảm nhận của chú về nghệ sĩ Minh Phụng là như thế nào chú? Dân dạ, ổng được quá trời hay rồi. Ổng là vua. Dạ. Hoàng tử sân khấu mà. Dạ, rồi cách đối nhân xử thế ngoài khi đã là một gia đình đó, chú là anh vợ đó thì có một cái em vợ. Dạ, em vợ thì có một cái khoảng cách hay là có một cái sự khác biệt nào không chú? Không có gì. Dạ, anh em vẫn bình thường nha. Rồi dạ con hỏi chút nữa là nghe thấy tình hình như là chú lúc trước á, thì con cũng gặp mấy lần thì bây giờ thấy là chú cũng hơi yếu, con xin phép hỏi chú là tình hình sức khỏe chú như thế nào? Bệnh hoài mà. Dạ. Bệnh hoài không biết nào chết đi, bệnh hoài. Dạ. Rồi chú hiện nay là bệnh vậy là thì ở nhà rồi chắc cũng đâu còn đi tham dự mà những cái sự kiện hay là những cái cuộc hát rồi của một số tụ điểm sân khấu hả chú? Không, thì có đi hát chùa rồi đi. Dạ, hát chùa rồi đi. Dạ, còn bây giờ cũng như lớn tuổi rồi mình sắp xếp dạ. Ở nhà nghỉ ngơi và dưỡng bệnh. Ở nhà của bà chị á, dạ. Vợ anh á. Dạ, là ở nhà của cô nghệ sĩ Kiều Tiên luôn. Ừ. Dạ. Thấy năm rồi chú qua vẫn còn hát Võ Đông Sơ rồi con làm rồi. Ừ. Tao hát cái dạ. lát không hát Võ Đông Sơ nữa. Dạ. Kỷ niệm tao ổng Võ Đông Sơ. Dạ. Rồi vậy là chú với chú Minh Phụng hát bài Võ Đông Sơ chung luôn. Quá kỷ niệm. Ngày xưa trong cái sự nghiệp ca hát mình chú thường để ấn tượng gì với khán giả, là cái tuồng gì hay là cái giai gì hay là cái tuồng đồ gánh cỏi sông Hạ đóng vai thay đồ á, Mã Bình á. Mã Bình. Tôi đi với ổng nhiều đoàn lắm. Là cái đoàn của Minh Phụng ngày xưa cũng là diễn tuồng đó luôn. Đi Hương Mùa Thu hát rồi đó luôn. Đi Trần Hữu Trang rồi quá trời, Văn Công rồi quá trời, rồi là tao không đi với ổng á. Là quá tuyệt vời, người em vợ đi chung với nghệ sĩ Minh Phụng và sau đó là thành một cái gia đình. Dạ, tụi con cũng cảm ơn chú đã nhận lời trong cái buổi phỏng vấn hôm nay để chia sẻ về kỷ niệm của nghệ sĩ
đại dân hoàng tử sân khấu Bình Phụng. Dạ, xin cảm ơn chú và chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ.